Vâng, xin chào anh chị, xin chào. Video bài học tiếp theo này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị một cái nội dung là đặt ra một cái câu hỏi, đó là chúng ta có nên kinh doanh trà chanh nói chung và kinh doanh đồ uống hay không? Vâng, khóa học này thì mình sẽ nói về kinh doanh trà chanh và đồ uống. Thế thì câu hỏi là có nên kinh doanh trà chanh hay không thì tôi sẽ không trả lời và tôi sẽ đưa ra một số những cái gợi ý để cho các anh chị tự quyết định. Thứ nhất là các anh chị hiện nay thấy rằng là trà chanh đang nằm cái xu hướng rất là hot trong năm 2019 và 2020 sẽ tiếp tục hot. Hot như thế thì chúng ta mở ra, chúng ta sẽ đón được cái trào lưu này và chúng ta chỉ cần kinh doanh thành công trong khoảng 2 năm thôi là chúng ta cũng đã kiếm được một mớ tiền khá là tốt rồi, được chưa? Và chúng ta cũng nên cân nhắc thử về việc kinh doanh cái mảng F&B này, cái mảng trà chanh, bởi vì cái biên độ lợi nhuận của nó rất là cao. Đúng không ạ? Vì so với ngành đồ uống thì đã là cao hơn ngành đồ ăn rồi, mà ngành trà chanh thì tôi nghĩ còn cao hơn so với các cái ngành đồ uống nói chung. Ví dụ, tôi nói ví dụ thôi, một cái ly trà mà Dima mà tôi uống người ta bán 30.000, thực ra chỉ có mỗi gói trà với cốc nước sôi, giá cốt chắc hết 1.000 đồng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Tất nhiên không ai tính cua trong lỗ giống như thầy, đúng không ạ? Nhưng tôi đang nói là cái biên độ lợi nhuận của ngành này là cao. Đấy, vốn đầu tư thấp, bởi vì là so với một quán cà phê hay là so với một cái nhà hàng thì rõ ràng là mở một quán trà chanh ít tiền hơn rất nhiều. Nếu mà mình mở chỗ đẹp thì mất khoảng 400-500, mở chỗ xấu thì mất chỉ khoảng 250-300 triệu, hoặc là ở quê thì tôi nghĩ chắc hết vài chục triệu có thể mở được đấy, hoặc là 100 triệu là mở được. Thời gian hoàn vốn nhanh, đúng không ạ? Rủi ro thấp, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một số những cái lời khuyên rất là tốt, cũng là một cái xu hướng đang rất là hot, nhưng cũng phải lưu ý là nó cũng ngắn thôi, chúng ta không biết là khi nào nó kết thúc, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái xu hướng mà có thể tốt trong 1-2 thậm chí là 3 năm tới, tôi cũng không dám nhận định là lâu hơn, được chưa? Chúng ta cần phải cân đối rõ về cái dòng tiền của chúng ta, cái số tiền chúng ta sẽ đầu tư, doanh thu dự kiến chúng ta mong muốn thu được, địa điểm, thế rồi thì liên quan đến các cái vấn đề về khách hàng, rồi thì liên quan đến các cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân, cần phải tối ưu về mặt chi phí và gia tăng về mặt doanh thu. Vâng, đặc biệt là phải liên quan đến cái điểm hòa vốn nó phải thấp, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên nó cũng sẽ có nhược điểm, nó có nhiều ưu điểm như vậy nhưng nó có nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất đấy là cái lợi nhuận nó cũng có thể là không cao. Biên lợi nhuận thì cao nhưng tổng lợi nhuận có thể không cao. Ví dụ như là một quán cà phê thì có thể vài trăm triệu một tháng nếu họ kinh doanh tốt. Thế còn quán trà chanh thì chắc được khoảng 100 triệu thì tôi nghĩ cũng đã là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, và cũng có thể là cái xu hướng là hết hot, tức là hết cái độ nóng, hết cái xu hướng hot trend, tiếng Anh gọi là hot trend, thì nó sẽ ngắn thôi. Tôi đang dự kiến là trong khoảng 2-3 năm tới. Đấy. Và nếu mà chúng ta muốn kinh doanh ngành hàng F&B hoặc là có một chút tiền muốn làm cái gì đó để cho nó đỡ dồ người, đỡ dồi chân dồi tay, đúng không, có một cái chỗ ra chỗ vào, có việc làm mà không phải đi làm thuê, thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái mô hình này. Và trà chanh thì cũng rất là dễ mở, cũng dễ là thu hút các khách hàng, thì đấy là một số những cái ưu điểm lớn của cái này. Và tôi cũng, nếu như mà làm ngành F&B thì tôi cũng nghiêng cho các anh chị và các bạn là nên khoảng 60-70% là nên mở, hoặc là các ngành đồ uống khác, và chúng ta cần phải có công thức, phải có bí quyết, có những kinh nghiệm ok rồi thì chúng ta hãy mở, được chưa? Thế thì tôi xin phép được kết thúc cái video bài học này, trả lời cho câu hỏi là có nên mở hay không nên mở. Thì nên hay không nên là do anh chị và các bạn quyết định, nhưng mà tôi thì tôi tư vấn là cân nhắc kỹ, đúng không ạ? Bởi vì trà chanh đầu tư thấp, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, đấy, rồi thì nó đang hot, đấy, thế nhưng mà nhược điểm của nó cũng có thể là nhanh hết hot và tổng số tiền lợi nhuận của mình cũng sẽ không cao lắm và cũng có thể là thua lỗ nếu như mà mình không biết lại. Ok, thế còn học cái khóa học này thì sẽ giúp mình giảm cái rủi ro và cái nguy cơ hơn, để giúp cho mình lập được một cái kế hoạch kinh doanh nó tốt hơn. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn trong bài học này. Xin chào lại các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.